dịch dẫn Tăng Chi Bộ Kinh chương Tám Pháp Phẩm Vô Tâm Ni Này Ananda, nếu nữ nhân không được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong Pháp và luật Do như là thuyết giảng thời này Ananda, phạm hành, an trú lâu dài Và diệu Pháp được tồn tại đến một ngàn năm Vì rằng này Ananda, nữ nhân được xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình trong pháp và luật này nay này ananda phạm hành sẽ không được an trú lâu dài thời này ananda nhiều pháp được tồn tại 500 năm kính bạch thầy con xin được hỏi theo đoạn kinh trên đoạn kinh điển trên thì con xin thưa hỏi vì sao vì cho người nữ xuất gia lại làm pháp của đức như lai không được trụ lâu dài mà giảm đi có phải việc này nói lên sự phân biệt về giới hay có ngụ ý cao sâu nào chăng mong thầy giảng giải về việc đức phật được nhiều đức phật nhiều lần thử thách maha pachapati gotami trước khi chấp nhận cho bà được xuất gia theo trí hiểu của con là đức phật muốn cho ngoại đạo thấy rằng sự phân biệt khi thì người nữ của xã hội bây giờ chắc kỳ thị hết người nữ của xã hội bây giờ là hoàn toàn sai trái chứng minh cho họ thấy rằng những người nữ được gia nhập vào thọ giáo và thọ giáo pháp của ngài là những người hoàn toàn xứng đáng giới hạnh cao trọng thế thì vì sao đoàn kinh trên lại nói do người nữ xuất gia nên giáo pháp như lai không ăn trú được lâu dài um, nó giống như là mình thắc mắc tại sao cái việc bố thí lại sanh thiên bởi vì cái với cái trí hạn hẹp phàm phu của mình ấy, thì mình thấy rõ ràng nếu mà mình nói là bố thí mà được giàu thì mình có thể hiểu được nha có thể hiểu được nhưng mà bố thí mà sanh thiên mình không hiểu nổi cái nhân quả nó nó vận hành kiểu gì mà nó ra cái kiểu đó rồi có những người họ không phải bố thí nữa Mà họ chỉ cần có một suy nghĩ là đừng nóng giận thôi Tức là ở trong tạng luật ấy, Và ở trong chú giải Kinh Pháp Cú Có lần ngày một kiền liên Ngày lên ngày hỏi một cô tiên nữ Thấy cổ có nhiều cái Mình gọi là cái, cái oai lực Có nhiều oai lực rất là đẹp và có rất là nhiều hào quang Thì Ngài mới hỏi cô tiên nữ đó Cô đã làm cái gì mà phước được lớn như vậy Thì cô mới nói là Lúc ban đầu thì cô từ chối Bởi vì cô ngại Do cái phước cô làm rất là nhỏ bé Nhưng mà khi mà Ngài hỏi á, Thì cô vẫn trả lời Đó là Bạch Ngài hồi xưa Con từng làm một cái um, Người hầu Ông chủ rất là tàn ác Mà khi ổng giận con ông đánh con ông chửi con thì con chỉ có một suy nghĩ là đừng có nóng giận bởi vì nếu mình nóng giận ông chủ ông có thể ông cắt thẻo tai của mình cắt thẻo mũi của mình hoặc thậm chí là giết chết mình cho nên vì bảo vệ tính mạng đừng có nóng giận mà chỉ vì cái suy nghĩ đừng nóng giận thôi đó mà con được sanh thiên thì thưa quý vị với cái trí phàm phu của mình ý, mình không hiểu rõ về nhân quả mình có thể đặt câu hỏi à, Ờ, đừng nóng giận sanh thiên kiểu gì thành thử nghiệp và quả của nghiệp là bất khả tư nghị tức là mình không thể nghĩ bàn không thể bàn một cách tường tận rốt ráo bởi vì cũng theo tăng chi bộ kinh chương bốn pháp có bốn cái bất khả tư nghị đức phật nói rằng nghiệp và quả của nghiệp nếu như mà phạm phu suy nghĩ cố gắng tìm hiểu một cách rốt ráo thì chỉ dẫn đến kết quả điên loạn mà thôi. Và với nghiệp và quả của nghiệp, mình chỉ có thể dựa vào niềm tin, tức là Đức Phật nói như vậy bởi vì ngài thực chứng như vậy và ngài thấy rõ tương lai nó sẽ như vậy. Thành ra mình chỉ có tin thôi. nha. Một số cái nghiệp và quả của nghiệp mình có thể nhìn thấy được mình có thể giải thích được nhưng mà cái sự giải thích của mình ấy, nó chỉ mang cái ý nghĩa sơ bộ chứ mình không thể giải thích một cách tường tận rốt ráo như thức đức thế tôn thưa quý vị ngay cả ngài xá Lợi phất khi ngài suy tư về nghiệp và quả của nghiệp ấy, đức thế tôn còn nói cái này là phạm vi của một vị chánh đẳng giác Nha. ngài có thể nhìn thấy một đoạn một số nhưng ngài không thấy được toàn bộ muốn thấy được tường tận mà rõ ràng một cách chắc chắn đó là phạm vi trí tuệ của một vị chánh đẳng giác chính bởi vì như vậy trong cái trường hợp mà đức phật nói khi cho người nữ xuất gia sẽ làm chánh pháp thay việc một nghìn năm chỉ còn năm trăm năm mình chỉ có thể tin thôi mình chỉ có thể tin thôi bởi vì lời nói là của một vị chánh đẳng giác Ngài đã nói thì chắc chắn chuyện đó sẽ xảy ra Thành ra mình chỉ có nước tin thôi Còn nếu như mình cố giải thích Thì mình chỉ giải thích được một vài cái khí cạnh mang tính chất phàm phu Chứ mình không thể giải thích tường tận Bởi vì nó thuộc về trí tuệ của vị chánh đẳng giác nha Nó giống như sư nói hồi nãy với cái trí phạm của mình ấy Làm sao mình có thể tưởng tượng được cái chuyện bố thí mình được sanh thiên, à, cho có cho cổ bánh mì mà được sanh thiên, à, rồi làm sao mình có thể tưởng tượng được cái chuyện chỉ một suy nghĩ đừng nóng giận mà cũng được sanh thiên, mà không phải sanh thiên thường nữa, mà sanh thiên mà lên trển mà được nhiều oai lực nhiều thần lực chỉ bởi vì suy nghĩ đừng nóng giận, ký phạm của mình sẽ không tới, nha. À, thành ra sư nhắc nhở cho quý vị, còn nếu mà quý vị không tin được thì đó là lý do có nhiều chuyện Đức Phật không có nói. Trong tạng luật ấy, khi mà ngài Mục Kiền Liên ngài nói rồi chư tăng mới về thuật lại Đức Thế Tôn ngài mới nói là Như Lai biết chuyện đó, Như Lai thấy chuyện đó, nhưng mà trước đây Như Lai không có nói. Bởi vì những người mà không tin lời nói của Như Lai, họ sẽ chịu nhiều sự tai hại. Đấy À, còn um, bây giờ sư nói về một vài cái suy nghĩ phàm phu của sư ha? một vài suy nghĩ phàm phu của sư để lý giải cho cái chuyện này đương nhiên sư chỉ lý giải những cái phần gia long thôi chứ còn cụ thể như thế nào thì chỉ có việc chất đẳng giác biết nha thứ nhất là người nữ mà tu hành ở những chỗ vắng thì rất là nguy hiểm rất là nguy hiểm à, nếu như quý vị mà có đọc tặng luật của tỳ kheo ni quý vị sẽ thấy người nữ ở chỗ vắng rất là nguy hiểm à, phải nói là kể rất là nhiều những trường hợp nhiều chứ không phải là chỉ một hai rất là nhiều những trường hợp mà vị tỳ kheo ni khi ở chỗ vắng bị người ta xâm hại à, chính vì cái lẽ đó chính vì cái lẽ đó tỳ kheo ni phải sống gần tỷ phiêu tăng để chi à, để không có ở cái nơi quá vắng vẻ và có gì đó thì còn có có đàn ông họ giúp đỡ đấy để... nhưng mà rồi khi tiếp xúc gần gũi thì nó đẻ đủ thứ chuyện gì biết không à, một cái nghiên cứu chính thức là phụ nữ họ đặc biệt họ nói nhiều hơn đàn ông và cái nhu cầu giao tiếp của phụ nữ nó nhiều hơn đàn ông mà phụ nữ thường thì họ nói chuyện với nhau nhưng thì họ còn thường nói chuyện thích nói chuyện với người khác phái à, mà nói chuyện với người nữ Ừ, nó giống như là lửa mà gần rơm vậy. Tại vì cái đời sống tu hành của tỳ kheo cả tăng lĩnh ni nha cả tăng lĩnh ni thì nó gần phải nói là nó cấm dục và trong cái đời sống tu hành nó phải bỏ ra rất nhiều cái thời gian để đấu tranh lại với những ham muốn của bản thân thành thử khi mà hai phái nó gần nhau nó giống như là lửa mà gần rơm thì quý vị biết rồi rất là dễ có những cái hậu quả không mong muốn xảy ra nha chính bởi vì những lẽ đó, đó cái sự duy trì mạng mạch của giáo pháp bị tổn hại nếu như mà quý vị chỉ là những cái người cư sĩ ha, đến chùa rồi về chứ quý vị đâu có ở lại chùa nhé. Yeah. còn tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni thì gặp nhau là thường xuyên hơn, mức độ gặp nhau thường xuyên hơn. À, đã vậy rồi nhiều tăng sự nhiều sự kiện mà cần phải có bên ni cần phải có mặt của tỳ kheo tăng nữa à, thì đương nhiên nó sẽ dễ dẫn đến cái chuyện này chuyện nọ cái gì đó là chuyện đương nhiên rồi lửa gần rơm mà đấy rồi um, người nữ cái chuyện tu của người nữ nó cũng phức tạp hơn người nam nội cái chuyện ở ngoài đời thôi quý vị đã thấy cái đời sống của người nữ nó nó phức tạp hơn người nam rất là nhiều xin à, lấy ví dụ nhé để quý vị thấy cái sự phức tạp đàn ông ấy có khi họ chỉ cần một cục xà bông thôi gọi đầu gọi đầu cũng nó tắm rửa cũng nó mà vệ sinh này nọ cũng nó một cục nó thôi là đủ rồi nhưng mà phụ nữ thì không được như vậy nha đàn ông thì có khi họ chỉ cần mặc uh, một vài bộ đồ hai ba bộ đồ uh, giặt rửa chỉ miễn không có dơ là được rồi nhưng mà phụ nữ thì không được như vậy họ có khi có khi họ có hai ba cái tủ quần áo ấy mà Uh, họ không biết ngày hôm nay sẽ mặc cái gì. sư nói để quý vị thấy là cái cái hình thức người nữ thì phức tạp hơn đàn ông, thì cái nội tâm của họ cũng như vậy, cho nên cái bản thân cái chuyện tu hành ấy, người nữ họ cũng phức tạp nhiều lắm. Uh, sư thì sư không có đột nhập vào ở trong cái ni viện, uh, sư không đột nhập vào trong ni viện, sư chỉ nghe kể lại thôi, mà phải nói là nghe kể của những vị trưởng lão ấy các vị không biết là than phải gọi là than tức là quảng mấy bà ni ấy, nha quảng 10 bà ni ấy, nó cực nó khổ hơn là quảng 100 ông tăng nha khổ hơn rất là nhiều mà người nam ấy nếu như mà không ưa nhau nha không ưa nhau thì vẫn lên tụng kinh với nhau được nhé à, cùng làm tăng sự vẫn được cùng làm việc với nhau vẫn được cùng ở trong một ngôi chùa vẫn được còn người nữ mà không có ưa nhau á thì ở theo như các vị trưởng lão nói là các bà mà đã không ưa nhau rồi thì chỉ có một trong hai người là phải đi thôi chứ không ở chung nhau được rồi rất là dễ giận hờn những chuyện vu vơ thì đó là đó là cái vấn đề để quý vị thấy là cái đời sống ngay cả đời sống tu hành của người nữ thì nó cũng um, khá là nhiều rắc rối thì theo sư thì bản thân những chuyện đó nó giống như là cái sự kỳ kéo kỳ kéo lại à, nó làm cho cái cái đời sống của tăng đoàn nó trở nên phức tạp mà quý vị biết rồi cái gì nó phức tạp thì nó khó mà đi xa đi lâu được đấy rồi um, xét về cái phương diện mà đánh giá à, đóng góp cho Phật giáo á. quý vị cứ nhìn quý vị cứ nhìn vào lịch sử đi lịch sử Việt Nam mình à, những vị mà tỳ kheo tăng ấy, mà có những cái sự mà truyền bá chánh pháp mình có thể kể rất là nhiều cái tên bây giờ thì hiện tại bây giờ mình có thể kể rất là nhiều cái tên nhưng mà người nữ thì hiếm thành ra xét về cái phương diện mà truyền bá chánh pháp á thì các vị tỳ kheo tăng á làm việc hiệu quả hơn là tỳ kheo ni. Nhưng mà nhớ nha, là cái này là không tính đến những cái chuyện từ thiện. Bởi vì cái chuyện từ thiện ấy đó là cái um, phần việc của cư sĩ, đó là phước của cư sĩ. À, quý Phật tử ham làm phước, muốn tìm phước thì đó là những việc quý vị phải làm, còn các cái vị tỳ kheo cả tăng lẫn ni cái nhiệm vụ của các vị đó là phải tu hành đi đến sự giải thoát nhất chứ không phải lo ba cái chuyện đời mà phụ nữ thì xin thưa là cái chuyện đời họ giỏi hơn chuyện hơn là cái chuyện ở trong ừ. xin, xin thưa là hãy mà giao mấy cái việc như uh, lo bên ngoài á, đối ngoại ví dụ như là um, giao tế nè rồi um, từ thiện nè À, rồi móc nối rồi liên kết rồi này nọ thì họ rất là giỏi phải nói là họ rất là giỏi đấy à, thì đó là cái, với cái trí um, phàm phu của sư thì sư có thể nghĩ đến một vài cái lý do như vậy còn um, cụ thể như thế nào mà chính xác ấy, thì đó thuộc về phạm vi trí tuệ của một vị trên nặng giác nhé. chứ còn mình thì mình nghĩ không tới và trong những cái vấn đề này thì mình chỉ có tin thôi mình chỉ có tin thôi